Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng thừa nhận quá độ lên chủ nghĩa xã hội chưa rõ bao lâu. Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa được các báo nhà nước dẫn lời nói lộ trình phát triển thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được và cần tiếp tục nghiên cứu. Về câu nói của ông Phùng Hữu Phú trên trang Facebook cá nhân với hơn 310.000 người theo dõi, nhà báo Trương Hữu Sang viết một câu nói rằng: tại sao có những con đường chưa được nghiên cứu tường minh mà ông vẫn bắt dân tộc này đi? Đây là hình ảnh ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Câu hỏi thú vị của nhà báo Trương Huy Sang đã nhận được 5.400 lượt thích, trên 200 lượt chia sẻ và gần 500 lời bình luận. Minh Nguyễn đã nói, giả vờ có con đường để biện minh cho độc tài mà thôi. Minh Đặng thì nói, để giữ gìn sự độc quyền, sự ổn định trong nghèo khó. Cường quốc quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, sao giống lên tàu Cát Linh, Hà Đông ghê. Bạn Hoàng thì chia sẻ, vì lợi ích nhóm của nó quá lớn, con đường vào túi bọn tham quan quan trọng hơn, bỏ mặc triệu dân lầm than. Nguyễn Phú chia sẻ, theo tôi, anh có thể nhầm, họ biết rõ con đường đó giúp họ có nhiều bổng lộc, nắm giữ quyền lực lâu hơn có thể. Bạn Nguyễn thì nói rằng, thì chúng ta là những con cừu, à mà không, chúng ta là lũ chuột bạch. Minh Họa thì chia sẻ, kể cả đâm đầu vào tường, vào bụi rậm, xuống vực, vào hố thì vẫn đi. Bạn Hai Nguyễn nói, nếu các ông bà mà nghiên cứu tường minh thì đã vứt vào sọt rác và dọn đường khác từ 20 năm trước rồi. Và bạn Văn thì chia sẻ thêm, có vẻ đoạn đường trước mặt như đường đi của người khiếm thính, vừa đi vừa cua gậy dò đường và cũng không nhìn thấy gì phía trước. Lê Hưng thì chia sẻ, vì những con đường tường minh khác thì những thằng ngu và lười chỉ ăn cám thôi, còn con đường này thì những thằng ngu và lười sẽ có biệt phủ, con cái du học và gia đình họ hàng chúng mới vinh thân phỉ ra. Toàn Nghiễn thì nói, con đường sáng văn minh thì chúng sợ bị đào thải, phải đi con đường u mê thì mới có thể chỗ bọn cho bọn đào khoét. Bạn Thanh chia sẻ, con đường rõ như ban ngày, nhưng trong thiên đường mù này, người lãnh đạo cộng sản toàn người mù, nên phải dò dẫm từng mũi gậy để dò đường mà đi. Cũng có ý kiến chia sẻ, đường nào đi mà bảo vệ được đảng và tiền đầy túi là đi, vì đây là bản chất của cộng sản, còn dân đen sống chết mặc bay. Bạn Ngô Chí Nhân thì nói, các ông biết chắc là không có con đường, nhưng các ông lừa dân để các ông lợi dụng, đưa cột đèn của ông đi hướng khác. Theo báo Thanh Niên, ông Phú nói như vậy tại hội nghị báo cáo viên Trung ương vào sáng ngày 10 tháng 6 về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh bằng câu nói nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang khiến mạng xã hội dậy sóng vì sự ngây ngô, thiếu hiểu biết của ông Thủ tướng này. Cũng trong vài phát biểu, ông Phùng Hữu Phú lại nổ là Việt Nam thành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ 21. Và dường như càng tới gần đại hội đảng lần thứ 13, giới chức của Đảng Cộng sản Việt Nam càng tranh thủ nổ về tiền đồ đất nước với những lời nói có cánh về sự phát triển vượt bậc trong vài thập kỷ tới, mốc thời gian mà khó ai có thể chờ đợi để kiểm chứng được. Cũng vẫn theo lời ông Phú, đây là đổi mới về nhận thức, vì trước đến nay ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, còn lần này mục tiêu là nước phát triển. Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam về các vấn đề về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội, cũng định hướng vào kế hoạch các chính sách. Và tại đây cũng được chuẩn bị cho văn kiện của Đại hội lần thứ 13, dự chủ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Ông Phú được ghi nhận là ngồi ghế Phó Chủ tịch cơ quan nêu trên được hơn 9 năm, trước đó là ghế Phó Ban Tuyên giáo và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Có vẻ như ông Phú đã nổ rất mạnh miệng nhưng không hiểu mình đang nói gì, nên sau đó ông này cắt nghĩa khá mơ hồ như sau. Một nước công nghiệp hiện đại và phát triển có mối quan hệ với nhau nhưng không phải là một. Và trong quá trình soạn thảo văn kiện có người phản biện là nếu là nước phát triển thì trình độ phát triển rất cao, lúc đó ta không còn là định hướng xã hội chủ nghĩa nữa mà thực chất đã bước vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Hồi tháng 3, ông Phùng Hữu Phú đã bị nhà báo Trần Ngọc Kha, cựu phóng viên báo Đại Đoàn Kết tố cáo trên trang cá nhân về chuyện ông Phú thuộc diện F1 do tiếp xúc với ông Nguyễn Quang Thuấn, bệnh nhân thứ 21 nhiễm COVID-19.
nhưng lại được chính quyền ở thành phố Hà Nội ưu đãi cho tự đi cách ly tại nhà riêng. Và cũng về đề tài tiến lên chủ nghĩa xã hội, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từng thú nhận suy nghĩ của ông khiến cho nhiều người sửng sốt. Đây là hình ảnh biếm họa về một người mù giống như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang dẫn cả đoàn người đi theo trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó là tâm trạng đầy trăn trở của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong một phiên họp tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 hồi tháng 10 năm 2013. Và câu nói đó đã phơi bày một sự thật là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chẳng có lấy một kế hoạch nào cho đất nước này cả. Thay vì thế, người ta hy vọng là đến một lúc nào đó, rốt cuộc Việt Nam có thể đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Lời phán xét như vậy của ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho blog với tên là Tiễu không còn cách nào khác đành phải thốt lên lời than rằng: "Ôi giời ơi, bác Trọng làm em nản quá, thế thì đời em không có may mắn được trông thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa rồi. Thôi, không mơ tới được thiên đường thì chúng em cứ sống với cái địa ngục này vậy." Còn blog Ngữ Tường Thụy thì đã từng tâm sự tiếp với bác Tổng rằng: "Không thể nói hết được lúc đó em hoang mang thế nào đâu. Thế rồi đột nhiên hôm nay bác lại phán xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Lúc còn trẻ cứ xem khí thế hồi ấy, em nghĩ nước ta cực nhọc lắm thì cũng chỉ hết thế kỷ 20 là có chủ nghĩa cộng sản rồi. Vậy mà sang thế kỷ 21 đã hơn một thập kỷ, bác lại dọa đến hết thế kỷ này vẫn chưa chắc có chủ nghĩa xã hội, chứ đừng mơ gì đến chủ nghĩa cộng sản. Thì em không biết tin vào ai nữa. Điều đó có nghĩa là đời bác và đời em rồi đến đời con và đời cháu chúng ta cũng chưa thấy chủ nghĩa xã hội đâu." Blog Nguyễn Tường Thụy đã chia sẻ như vậy. Và trước đây, giáo sư Đặng Phong, một chuyên gia kinh tế, chính trị thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này. Đây là hình ảnh ngôi nhà của ông Kha ở thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, được xây dựng khang trang, kiên cố, tiền tỷ, nhưng gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo để nhận tiền cứu trợ COVID-19. Trong khi đó, rất nhiều hộ thật sự nghèo, đói ăn, nhà tranh vất đất vẫn chưa hề biết đến tiền cứu trợ ra sao. Đó là một trong những nghịch lý của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ông cũng giải thích tiếp như sau: tại sao giới lãnh đạo Việt Nam vẫn khư khư ôm lấy chủ nghĩa xã hội? Vì xã hội chủ nghĩa với sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa, nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố từ giã nó cho đến dùng một chữ rất mơ hồ, chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không ai tìm thấy đâu, nó là một món nợ của lịch sử. Còn Đại tá Phạm Xuân Phương từng công tác nhiều năm trong Cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam giải thích tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn khẳng định Việt Nam không thay đổi mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội, mặc dù nhìn nhận con đường xã hội chủ nghĩa còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Vị này nói như sau: cơ bản là ông ấy không đủ khả năng để ông ấy hiểu, nhưng bên cạnh đấy cũng có những quyền lợi, ông ta ngu dốt lại hưởng tất cả mọi quyền lợi thì việc gì phải thay đổi trong khi ông lại đang làm vua ở xứ này. Những cái đó nó liên hệ với nhau, tạo ra những mối ràng buộc, và cứ như thế ông ta hót. Trí thức Việt Nam, kể cả những người bảo hoàng nhất, cũng không thể nào nghe và chấp nhận được ông nói nữa. Còn theo blogger Nguyễn Hữu Vinh thì nói: sau mấy chục năm khẳng định con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, mà Đảng và Bác đã chọn hộ dân tộc Việt Nam là con đường hiện thực duy nhất đúng đắn, dần dần các lãnh đạo Cộng sản mới thừa nhận sự u mê và hão huyền mơ hồ khi đặt niềm tin vào đó. Còn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh còn mơ hồ theo kiểu năm ăn năm thua và nói rằng chủ nghĩa xã hội sẽ dần dần sáng tỏ. Còn mới đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ngao ngán thổ lộ đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nghĩa là cứ đi hết thế kỷ này sang con đường quá độ và yên chí là chưa có chủ nghĩa xã hội, còn đến đó nó là cái gì thì sẽ biết. Nếu là quả núi thì leo lên ngồi, nhỡ không may là hố sâu thì cả dân tộc cứ xuống đó mà lặn. Đây là hình ảnh biếm họa về phát biểu về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của các đời Tổng Bí thư Hồ Chí Minh đã nói như sau: tiến nhanh, tiến mạnh. Đỗ Mười thì nói tiếp: tiến chậm mà vững chắc. Nông Đức Mạnh thì nói: cứ từ từ mà tiến. Đến Nguyễn Phú Trọng thì mới thừa nhận rằng trăm năm nữa chưa biết có tới hay chưa. Qua bài báo Người Cộng sản mất phương hướng, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nhận xét rằng đúng 100 năm sau khi Lenin viết ba nguồn gốc và ba bộ phận
cấu thành chủ nghĩa Mác, thì chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ còn là mớ kinh sách đã được dùng để tụng niệm tại một vài nước ở châu Á, khi các môn đệ lâm vào tình trạng dã rời, buồn ngủ, mơ màng với những bữa tiệc linh đình và tìm cách hưởng thụ những món tư bản khổng lồ cướp được nhờ địa vị thống trị của mình dưới cái nhãn mác cách mạng và ô che của cái học thuyết Mác-Lênin vĩ đại dành cho giai cấp vô sản kia. Nhưng nhà báo Nguyễn Hiếu Vinh lưu ý như sau, thực tế lâu nay cho thấy những điều Lênin đã viết kia, đã ca tụng và lăng xê chỉ là những món đánh vẽ, là sản phẩm của những sự hoang tưởng giữa sự kiểm chứng của lịch sử. Và dù họ có phần nào thành công trong một giai đoạn lịch sử du ngủ được cả chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người, nhưng họ đã thất bại trong một quá trình lịch sử. Cái lý thuyết huyễn hoặc đó đã nhanh chóng bộc lộ những vô lý, tự hủy. Blogger Nguyễn Hiếu Vinh đã nhấn mạnh rằng sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản không chỉ ở chỗ thực hành, mà ngay ở phần lý thuyết cũng đã được thực tế chứng minh là hão huyền và ảo tưởng. Liên quan Việt Nam, nhà báo Nguyễn Hiếu Vinh nêu lên câu hỏi như sau. Việt Nam là một trong ba địa chỉ hiếm hoi còn lại trên thế giới đang tiếp tục bám víu vào thứ hỗn mang này. 2/3 thế kỷ bám trụ, đi theo, sáng tạo, kiên định, đủ cả mọi ngôn từ và tốn máu xương của hàng triệu người. Từng phần lãnh thổ đất nước thì thực tế xã hội hiện nay đã chứng minh được điều gì? Và cũng có những thông tin cho biết, trong khi người ta chưa biết chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản hình thù ra sao, không biết đến hết thế kỷ này có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, thì thực tế hiện giờ cho thấy Đảng và Nhà nước đang ra sức duy trì thực trạng độc quyền toàn trị mà cụ thể là Jonas London thuộc Đại học Hồng Kông đã cảnh báo như sau. Quốc hội Việt Nam sắp phê duyệt một bản hiến pháp sửa đổi mà không có một sự thay đổi cơ bản nào. Đây là hình ảnh con đường sắt Cát Linh đang uốn lượn vòng giữa thủ đô Hà Nội là một thảm họa kinh tế chưa biết đến bao giờ hoàn thiện, trong khi các quan chức xét duyệt dự án này đã ung dung nghỉ hưu. Và từ Thanh Hóa, mục sư Nguyễn Trung Tôn nhận xét như sau. Như chúng ta đã biết là với sự kết thúc của Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 và thông qua hội nghị này thì Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Quốc hội. Vì ngày hôm nay điều 4 hiến pháp còn tồn tại thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang đứng trên đầu của Quốc hội. Hơn nữa thực chất, Quốc hội cũng chỉ là một tổ chức thuộc Đảng mà thôi. Vì trong Quốc hội thì các ủy viên Bộ Chính trị rồi tất cả những chức quan trọng của Đảng đều nằm ở Quốc hội. Nên mặc dù mang tiếng là Quốc hội của dân, phục vụ dân, nhưng họ vẫn chịu sự quản lý của Đảng, mọi sự chi phối của Đảng Cộng sản đều tác động đến Quốc hội. Và nói đến tình trạng Đảng Cộng sản vẫn đứng trên đầu Quốc hội, như lời mục sư Nguyễn Trung Tôn công luận rằng chưa quên lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nói chuyện với cử tri ở hai quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm tại Hà Nội vào hôm 28 tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng hiến pháp là văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng. Lời tuyên bố đó đã khiến đại tá Phạm Đình Trọng, cựu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam với phản ứng như sau. Ông nói, điều ông ấy nói quả là vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho đất nước. Đưa cương lĩnh của Đảng Cộng sản lên trên hiến pháp, lên trên pháp luật là một điều lú lẫn, một điều sằng bậy không thể chấp nhận được. Và chứng tỏ điều đó, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam vẫn còn mịt mờ, chưa biết bao giờ xong. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020 với bản tin Đảng thừa nhận quá độ lên chủ nghĩa xã hội chưa rõ bao lâu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de